chào tất cả các bạn. Thì như video giới thiệu của mình, video ngày 7 tháng 2 thì hôm nay là ngày 1 tháng 2. Mình có hứa với các bạn là mình sẽ giới thiệu sim một vài sản phẩm ở bên đại lý mình hiện tại đang còn. Thì sản phẩm đang đứng phía sau đây là nhân vật chính. Các bạn có đón chìa khóa của nhân vật không ạ? Camry, một thời là mưa làm gió ha. 2.5Q phiên bản cao cấp nhất được lắp ráp ở Việt Nam. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm về các dòng xe cao cấp của Toyota thì không có ai mà không biết đến Camry. Thì mình mời các bạn và quý vị đi một vòng để tham khảo về cái chất xe Camry. Bên mình hiện tại xe này thì được sản xuất năm 2015, được khách đăng ký tháng 5 năm 2015, đi khoảng 90.000 với giá bên mình hiện tại mà giá niêm yết là 860 triệu, có hỗ trợ về cho vay các bạn, cho vay lên đến 70% giá trị xe. Các bạn nhìn đây, rất là ngầu đẹp, khung cửa, cái chất sơn của chiếc Camry thì các bạn cũng biết rồi, rất là thẳng và rất là bóng. Đèn cốp được chèn qua hai bên tới khung đèn lái. Mình mời các bạn tham khảo về phần cốp xe này. Thì ngoài phần cốp xe thì sẽ có, ở dưới chúng ta sẽ có đồ trang bị gồm có đội, tay quay, bánh dự phòng, rất là sạch sẽ nha các bạn. Xe này được Maruguri rồi. Chỉ còn có 860 triệu thôi là được sử dụng xe hàng sang. Xe này biển số Sài Gòn nha các bạn, xe công ty. Đóng cái cửa thì nó cũng khác với lại các dòng xe khác. Và rồi mình mời các bạn cùng mình tìm hiểu về khoang nội thất. Mời các bạn tìm hiểu về khoang nội thất. Thì đối với mẫu xe cách đây 5 năm thì Camry đã được trang bị những gì ha? Khoa lăng tích hợp, âm thanh, màn hình đa năng. Mời các bạn cùng xem. Khi 5 năm trước mà Camry cũng có màn hình hiển thị Opti trong. Rồi màn hình ở trong là màn hình TFT 4.2 inch. Các ốp topi thì cũng có ốp gỗ. Cái đây là da nha các bạn, xe sang mà, da chứ không phải là giả nhựa như kia. Còn đây là ốp gỗ. Rồi có rỉ, cánh tay, startup, dòng xe sang mà. Tất cả các tính năng trên những cái hộp để đồ thì hầu như Camry chiến thắng mọi tất cả các hãng như là xe Đức. Thì mấy cái xe Mercedes hay BMW đi qua nhiều năm thì mấy cái này không còn sử dụng được, tại nó bị nó không có nhiệt đới quá tốt bằng Camry này. Sàn là da lộn nha các bạn. Thì xe này 5 chỗ. Với lại cái hàng ghế sau á, đối với dòng xe sang này á, thì để mình ra phía sau. Thứ nhất có dàn ghế sau á thì nó sẽ có góc ngã nhiều hơn. Và có bệ tựa tay chỉnh để ly. Thì các bạn có điều chỉnh cái tựa lưng của mình, điều chỉnh theo hướng của mình theo ý muốn. Rất là sướng nha các bạn. Oh.
Không biết quý vị nhìn thấy mình ngồi ở phía sau này, quý vị thấy có cái sự thoải mái không quý vị? Thật sự rất là thoải mái nha. Rất là xịn sò. Mặc dù sản xuất cách đây 5 năm thì nếu mà có một người thứ ba thì mình gặp cái này lên. Còn mình đi hai người phía sau á, mình hạ cái này xuống. Nhìn thật sự rất là thương gia luôn. Vì cái ghế hai cái ghế dãy ghế phía sau đều được trang bị là tựa lưng được điều chỉnh điện hai hướng. Như các bạn thấy mình sẽ điều khiển, khi mà mình mệt mỏi thì mình điều khiển nằm dài xuống. Cái vận tốc điều chỉnh này rất là nhanh nha. Rồi có điều khiển lo nhạc nè, bo đồ, hệ thống giải trí. Còn ở đây là cái hộp để khoang, có thể chúng ta có thể để rất là nhiều đồ luôn. Điện thoại rồi khá nhiều. Ví tiền, có thể là ví cỡ nhỏ của mấy chị em phụ nữ luôn á. Rất là xịn sò, rất là chăm chút ha các bạn. Thì cái hàng ghế bên phụ này cũng vậy, cũng được trang bị điện đó. Khi mà cái nút này để cho những người mà ở phía sau á, để mình sử dụng, mình không có, nó có công tắc ở phía trước, nhưng mà mình ngồi ở phía sau thì mình không cần tự điều khiển, không cần phải mình ra phía trước. Ốp tay cửa có thêm mấy cái hộc để đồ, rất là tỉ mỉ nha các bạn. Viền che nắng cũng là cái này theo xe, thực sự rất là sướng. Đó, có cửa gió phía sau. Rồi đối với hiện giờ thì chỉ còn có 860 triệu thôi là các bạn đã được rồi. Và mình xin giới thiệu thêm về phía cái phần ghế phía trước. Hồi nãy mình có sót á, thì phần ghế phía trước thì cũng được reset lưu hai vị trí. Hầu như là cái xe này full rồi nghe các bạn. Có túi khí chằn, túi khí ghế, ta tớp, lắc tay, ốp gỗ, topi là topi da luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về chi tiết và kiểm tra thật thì mời các bạn hãy ghé qua đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng để cùng về mình thưởng thức những chiếc xe, những ly cà phê rất là ngon. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.